Logic dịch hồi xưa của tôi kiểu một hôm nữ trí em đến cầu hôn nam trí em quá đầu phấc nấy ni của tôi tại sao lại đi theo con trà xanh này chứ nhìn cô như vậy mà còn đòi em em đi của tôi ư ha 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 trông nhìn sáu sĩ bị tì bao fc lắm Mick sẽ sang cơ dinh, để thành súc gan nhân ha 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 cứ chờ đấy ha 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 chín một tám hai bảy hai bốn tỷ năm sau hello hai ông bà già người khổ đã lâu câu gặp ôi là em hồi xưa ư làm đi anh nhá dạ là nhân kéo dài 9 tỷ lần nhân méo nhân trùng nhân đồ tôi anh dám đi theo con nhỏ đó ư chia tay ít hu hu sao cuộc đời tôi khổ quá ghê nè